đây, đứng đinh 32 là về một thứ gọi là financial reporting quality. Thì ở cái slide đầu tiên thì có so sánh về hai cái khái niệm, một là financial reporting quality này, với một là earnings quality. Thì nó có nghĩa như thế này, tức là cái chất lượng của những cái financial statements hay là cái financial reports mà một công ty cung cấp ra ấy, thì cái chất lượng đấy nó gồm hai phần. Đấy, nó gồm hai phần, một phần thì gọi là financial reporting quality này, phần còn lại gọi là earnings quality. Thì ở cái slide này đây thì mình có ghi ra là định nghĩa hai cái này là gì. Thì đây thì mình sẽ nói một cách dễ hiểu nhá, tóm lại nó cách dễ hiểu này, thì financial reporting quality nói về cái việc là những cái thông tin ở trên financial reports là có đúng không ý, có trung thực không, có lừa đảo gì không. Đấy, thì cái đấy gọi là financial reporting quality. Còn cái thứ hai gọi là earnings quality, là nó ám chỉ cái việc đấy là một khi mà đã những cái thông tin trên report mà đã đúng và trung thực rồi, thì những cái chỉ số ở trên report ấy là cash flows này với cả earnings thì có thể duy trì ổn định được không, để có ổn định được không, có duy trì trong tương lai không, có đem lại nguồn return đủ đáp ứng nhu cầu của investor hay không. Đấy nhá, đó, tóm lại là chất lượng của financial report sẽ gồm hai phần đó. Một phần là financial reporting quality, là nói về cái việc là thông tin ở trên financial report là có đúng không, có sai lệch, có trung thực không. Và cái phần thứ hai là một khi thông tin đã đúng, chính xác, trung thực rồi, thì những cái chỉ số đấy, earnings, cash flow các thứ thì có thể duy trì được trong tương lai hay không, có ổn định hay không, có đem lại return đủ cho investor yêu cầu hay không. Đấy nhá, đó, tóm lại có hai phần như thế. Thì sang cái slide tiếp theo này, thì sang cái slide tiếp theo là cũng về một cái bảng. Đấy, thì cái bảng này nó nói lên một cái thứ như thế này. Đấy là nhớ, khi mà cái financial reporting quality mà nó thấp ý, low ý, thì khi đấy thì earnings quality là cao hay thấp thì mình không biết được ý. Tại vì là một khi mà chất lượng những cái thông tin ở trên financial reports mà không được chính xác, không được trung thực, không được đúng bản chất ý, thì khi đấy thì làm sao mà biết được là earnings quality là cao hay thấp. Vì những số đấy thì nó đã không đúng sẵn rồi thì làm sao biết được. Đấy, đó, cho nên là cái financial reporting quality là cái điều kiện cần ý, là bắt buộc cái đấy là phải chuẩn đã, chất lượng phải cao đã, thì khi đấy thì mình xem là earnings quality là như thế nào đi. Rồi, thì đó, thì một khi mà financial reporting quality mà đã cao rồi, thì khi đấy thì mình xem được là earnings quality là cao hay thấp. Earnings quality mà là cao có nghĩa là đấy, giá trị công ty đấy sẽ tăng lên, còn earnings quality mà thấp thì đó, ngược lại, khiến cho giá trị công ty đấy giảm đi. Đây là như thế.